Rồi, good morning em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chapter 20 về duỗi tóc, thấy không? Hôm bữa mình nói về duỗi tóc rồi, thấy không? Nhưng mà mình chỉ nói sơ thôi. Cái chủ yếu là mình nói về uống tóc nhiều. Thì tụi em biết uống tóc là gì đúng không? Là mình làm từ tóc dạng thẳng qua dạng quăng, mà một cách permanent, đúng không? Thì mình có thuốc alkaline, mình thuốc acid. Ngoài ra mình phải biết ống kích cỡ nhỏ lớn. Ngoài ra mình phải biết cái base mình đặt nó lên trên nền hay xa nền, đúng không? Rồi, mình cũng hiểu rằng alkaline là xài cho cái gì. Những loại thuốc tóc cứng, những tóc mà gọi là không thấm, mình phải cần đập mạnh đó, đúng không? Mà tất cả mình đập là vô đâu? Cái cuticle hết, đúng không cưng? Khi nó đập được cuticle thì nó sẽ vô trong lớp contact. Thì cô nói, thì giờ hôm nay á, mình mở trang Chemical Relaxing á, tất cả mở trang cho cô 617. Thì hôm nay trang 617 mình học về Chemical Relaxing. Mình nhìn nè, Chemical Relaxing là gì cưng? Là một cái quá trình mà rearranging. Rearranging là gì? Sắp xếp. Mình không làm hư người ta, mình sắp xếp lại thôi. Còn nếu mình không có sự sắp xếp, mình làm hư rồi. Chẳng hạn, hôm bữa chị tóc thẳng muốn quăng, em sắp xếp tóc chị từ dạng thẳng qua dạng quăng, đúng không? Nhưng mà thường chữ sắp xếp đó là từ một cái gì nó quá, nó đi xuống, giảm, chứ không có thêm. Thêm là mình add vô, không có sắp xếp. Sắp xếp đây nó nghĩa là bạn phải làm cho cọng tóc của tôi từ thật là quăng vào dạng thẳng hơn và mượt hơn. Thấy không? Thẳng hơn là gì? Em hiểu rồi đó, straight. Mà cái dạng này là chemical. Em thấy chữ chemical không? Là hóa tố. Mà nếu hóa tố là mình phải biết nó phải trải qua nhiều quá trình, đúng không? Nó phải bẻ một cái gì đó. Thì mình đã học rồi, lát mình sẽ nhắc lại cái bond ở trong hóa tố nó là cái bond gì. Hôm bữa mình uống tóc mình bẻ cái bond gì, thì hôm nay duỗi tóc mình cũng phải bẻ cái bond đó. Nhưng mà nhớ mình đã học bẻ bond không? Có một số bond mình không được bẻ, có nhớ không? Cái bond nào, bond ngang và bond dọc mình phải biết. Cái bond nào mà mình phá thì nó sẽ hoàn toàn làm hư cọng tóc. Thì như hôm bữa mình, tuần trước em có làm một cái safety đó, sự an toàn, có nhớ không? Mình có nói rằng thuốc thio và thuốc sodium không có được đi chung với nhau, cô nhớ cô nói không? Thì thành ra hai cái đó là điều cấm kỵ. Cô em hỏi tại sao? Nhà hãng chế tạo nói không được thì mình không được làm, mình phải theo nhà sản xuất, mình không có đi quá khỏi cái dòng kiểm soát của người ta. Nếu mình quá dòng kiểm soát người ta như thế nào thì cái chuyện nó ở mình. Thành ra mình làm cái gì mình cũng phải theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất. Thí dụ như có những cái loại thuốc duỗi, nó nói rằng người khách vô cái đầu dơ phải 4 ngày, mình phải chờ đúng 4 ngày. Làm sao mình biết bà dơ 4 ngày? Chị phải ghi vô giấy. Tất cả cái đó gọi là tờ giấy gì cưng? Tờ giấy mà cưng ghi trước khi dịch vụ gọi là gì cưng? In test form. Còn một cái tờ nữa, tờ dơ mà từ chối cái trách nhiệm của mình là gì? Release form. Hai cái này luôn luôn phải nhớ. Hai cái này làm khi nào? Trước mỗi dịch vụ. Insight là gì? Chị cho tôi biết information của chị tên gì, chị từ đâu tới, địa chỉ của chị như thế nào, tôi liên lạc chị như thế nào, phải không? Trong đó chị ghi tất cả cho tôi những cái gì trong đây. Khi xài thuốc này chị không được xài thuốc này. Release là gì? Nếu tôi đã nói rằng khi chị xài thio chị không được xài sodium, chị khai trong đó chị có sodium thì chị không được xài thio, đúng không? Nhưng mà chị vẫn muốn làm, đúng không? Ký thêm tờ release nữa. Tất cả những gì dưới đây tôi không chịu trách nhiệm. Giống như cái release form ở ngoài trường, khi tụi cưng làm ở dưới người ta ghi là gì? Tất cả việc làm sẽ làm bởi học sinh. Học sinh có xác suất làm sai mà, mày chấp nhận thì mày làm. Hiểu cô nói không? Release. Thành ra release lúc nào nó cũng quan trọng. Chứ không phải release là mình làm mình chửi lộn người ta. No, em làm nhưng mà em không muốn làm, chị bắt em làm thì chị phải ghi giấy. Hai cưng ha, giờ hiểu chưa? Ok, hai tờ này luôn luôn được ghi và điền trước khi làm dịch vụ. Thông tin khách hàng và chối bỏ những trách nhiệm là khi, tức là trách nhiệm là gì? Tôi đã nói là không được làm mà chị vẫn tiếp tục thì chị phải ký giấy được. Hai cưng ha. Rồi, hôm nay mình, giờ mình nói về duỗi tóc. Giờ mở cháo 617 đó. Duỗi tóc là gì? Duỗi tóc là một quá trình sắp xếp
những căn bản cấu trúc của cộng tóc từ dạng thực quan. Extremely curl, thấy cái chữ chính nó là gì không? Rất quan, để trở vào dạng thẳng và dạng mướt hơn, thấy không? Tức là trong đây, hiểu không? Trong quá trình này sẽ có hai loại thuốc, rõ ràng không? Một loại làm thật thẳng, mà một loại chỉ làm mướt thôi. Phải nhớ, khi cái câu nó nói rồi biết trong đó có hai loại thuốc. Thì thành ra trên bảng mình hôm nay, mình sẽ học một cái loại làm mướt trước cái đã. Nhưng mà chemical relax là nói chung có hai dạng. Một dạng sắp xếp loại tóc thật quăng vào dạng thật thẳng hoặc hơi mướt mà một chút. Ok, bây giờ mình đi vô nè. Bây giờ mình trước khi mình nói duỗi tóc thì mình đã nói rằng những người duỗi tóc luôn luôn là những người có dạng tóc quăng, đúng không? Ừ, có dạng tóc quăng. Thì định nghĩa dạng tóc quăng là gì cưng? Định nghĩa là tóc quăng là gì? Tóc quăng là những tóc quặn cờ cộng tóc mà nó xoắn xít với nhau, đúng không? Đúng không? Ai không biết cộng tóc quăng là gì? Nó không đi đúng cái hướng của chiều tóc. Tóc mình đang thẳng cái con cái nó quắt lên, có đúng không? Nó hỏi một câu, những sợi tóc mà đi ngược cái chiều tóc tự nhiên là tóc gì? Là tóc quăng, đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình vô tình mình không biết đâu, ra thi nó hỏi, những em luyện thi với cô biết hết có câu này. Bây giờ nó hỏi trong cái sợi tóc quăng của bạn thì bạn hiểu rằng thường thường cái hình dạng nang lông nó hình gì? Hôm bữa mình học rồi, học nang lông có mấy dạng, có mấy hình? Bây giờ nhìn qua cái nang lông này mình thấy tóc nào sẽ thẳng? Hầu như nha, không có chính xác nha. Tóc nào thẳng? Tóc này là gì? Tóc này là gì? Vậy thì như cái này em thấy nó sẽ thuộc dạng nè. Round, oval, ellipsis. Giống cái hình mà nó gọi là elliptical, là hình giống như hình dĩa bay á, đúng không? Hình saucer, hình cái dĩa bay. Còn hình này hình oval là oval, hình này là hình tròn. Thì trong ba cái hình này em sẽ thấy hôm nay em học về hình gì, đúng không? Tức là dạng hình giống như xẹp, hình dĩa bay, đúng không? Thì cái mình thấy rõ ràng. Giờ em đào một cái lỗ, em trồng cây đi, em đào một cái lỗ mà nó tròn to, em thả cái cây xuống thì hầu như nó thẳng, em đắp nó đẹp. Mà em lấy một cái gốc rễ quá to mà em bỏ cái lỗ nhỏ thì em phải nhấn nó xuống, đương nhiên cái cây nó phải sao cưng, nó phải quấn tiếp lên. Và khi nó hỏi đó, nó nói những người tóc quăng thường thường cái nang lông hình gì? Hình dĩa bay, đúng không? Thì hình dĩa bay này nó gọi là ở trang 617 elliptical, là nang lông. Hình dẹp, hai tên dẹp, dẹp á, học tiếng Mỹ là mấy chị ta, two T, two L. Mình cứ Google đi cưng, Google cái chữ này chữ gì. Chứ hay luôn rồi. Google cái chữ đó chữ gì. Rồi còn một câu đơn giản nó hỏi, ok, hình xẹp, tôi biết rồi đó. Nhưng mà nó còn hỏi một câu như thế này. Nó hỏi nếu như, tại sao nó hỏi mình kỹ vậy? Để khi mình duỗi mình biết cái chỗ nào mình dùng sức ép, chỗ nào không dùng sức ép. Thành ra nói những người tóc thiệt là quăng. Kim Anh trả lời cho cô. Thì khi mình kéo tóc, hoặc là mình làm sức ép trên tóc,
thì sức ép nó sẽ như thế nào? Yếu, nhẹ, ở bên nhẹ, trung bình và mạnh thì em sẽ dùng cái nào? Cái sợi tóc mà quăng khi em dùng sức ép, bất cứ ép bằng tay, đúng chung là quá tốt thì ép bằng tay chứ, mình đâu có bỏ thuốc tự nhiên nó thẳng được, mình phải dùng cái lược hay là ngón tay mình ép nó. Thì cái sức căng của tóc khi mình ép những sợi tóc quăng như vậy, tất cả lớp khác, người khác suy nghĩ em sẽ dùng sức căng thật là mạnh hay là gentle? Gentle là nhẹ nhàng thôi. Cái nào? Gentle. Tại sao vậy? Mở trang 618 ra. Ngay cái cột nhỏ xíu ở trên cái đầu trang cái này là caution. Thấy chưa? Thấy chữ caution không? Nó nói tất cả những cái tóc quăng điểm yếu nó nằm ở đâu? Hôm bữa cô dạy tôi cứng rồi. Tóc ao ngay cái chỗ quăng, đúng không? Ngay chỗ xoắn. Thì đương nhiên bây giờ cô hỏi cưng đơn giản thôi. Cưng lái một xe trên đường cao tốc, đường thẳng, cưng đạp ga làm sao? Maximum đúng không? Nhưng khi đường cong sao? Không thắng, mình slow nó lại, đúng không? Mình tưởng tượng giống như mình ép tóc người ta. Khi mình ép một cái tóc thẳng, mà tóc thẳng ai cần ép? Mà trên đây mình nói như thế nào? Một người tóc quăng, thật quăng, đúng không cưng? Mà trong đây thật quăng nữa thì chỗ yếu nó phải là những cái nơi nó twist, đúng không? Thì mình tưởng tượng như mình lái xe trên đường cao tốc mà đường thẳng đi, cưng chạy maximum. Nhưng mà cái đường cong tự nhiên mình giảm tốc độ, đúng không? Mà đường càng cong nữa, những cái enter của freeway nó rất là cong, đúng không? Nó thành một hình chữ O luôn. Thì em sẽ đi như thế nào? Thật là chậm. Nhưng ở đây mình không nói chậm mà dùng là gentle. Gentle là nhẹ nhàng, dịu dàng. Nha, tất cả ghi vô. Cô sẽ môi chữ này ha. Nó không nói soft. Bây giờ em nói soft, em không hiểu được chữ soft là gì. Bao nhiêu gọi là soft, bao nhiêu gọi là hard, như thế nào gọi là nhẹ, như thế nào gọi là mạnh, em không biết được. Nhưng mà khi người thầy dạy nó gentle là em biết liền, nhẹ nhàng thôi. Giờ hiểu cô nói không? Thành ra những cái điểm tóc như thế này là những tóc mà lỗ chân lông nó hình dẹp, thì luôn luôn nó làm cho cọng tóc quằn. Thì điểm yếu nó nhất là những chỗ nào cưng? Những chỗ mà nó xoắn tít lên. Tóc nó càng xoắn thì nó càng yếu. Bây giờ một cọng tóc mà nó quăng tít thò lò, em có thấy được điểm quăng của nó không? Em đâu có cầm được, nhưng mà em thấy hầu như nhìn vô nguyên một sợi tóc nó quăng vậy, thì mình phải làm một sức ép rất là gentle. Giờ hiểu chưa? Không? Không thì thường là tóc, bởi vì mấy người mà tóc quăng á là tóc người ta yếu lắm. Tại vì điểm tóc càng quăng nó càng yếu, tại độ quấn quýt nó quá nhiều. Thì độ quấn quýt đó là tượng trưng cho điểm yếu của nó đó. Giờ một tóc mà hơi thư giãn, em thấy điểm yếu đó. Mà em thấy cọng tóc mà hai cái này nó càng khít với nhau, làm sao em biết được chỗ nào yếu? Một đống như vậy thì chắc chắn nguyên sợi tóc nó sẽ yếu, tại nó xoắn tít vào nhau. Dễ dàng thôi. Nấu ăn, còn bún và còn miếng cái nào khác nhau? Em luộc bún và luộc miếng cái nào khác nhau? Luộc bún xin dễ đúng không? Mà không biết làm thì người luộc miếng không giờ biết luộc miếng hết chứ. Cái cọng miếng nó còn quấn tít thò nữa, đúng không? Nó mỏng rồi nó mịn. Đơn giản đúng không? Có thắc mắc gì không? Ok. Thì cái đó mình phải hiểu rằng tất cả những người dùng thuốc duỗi là do người ta muốn tóc thẳng hơn hoặc là mướt hơn. Nhưng mà trước khi đó mình nói cái tóc quăng. Tóc quăng thì nổ năng lông của nó luôn luôn là hình dẹp. Và điểm yếu của nó ở đâu cưng? Ở những điểm xoắn, twist. Rồi, hiểu chưa? Thì những điểm đó nó rất yếu. Thành ra khi em làm đó, em luôn luôn yêu cầu đừng có làm mạnh quá ha cưng ha. Tại vì nếu mà mình làm như vậy thì tóc nó sẽ bị break. Thành ra những người mà người ta làm những cái tóc này, tụi em phải gentle lắm, rất là nhẹ nhàng. Ép bằng máy ép cũng vậy, cũng phải rất là dịu dàng, không có được làm mạnh. Gentle thôi ạ. Chữ gentle nha, không có nói soft mà là gentle. Rồi bây giờ mình đi sâu vào vấn đề ở trang 618. Bây giờ đầu tiên mình nói thuốc duỗi thai ô là gì? Kim Anh trả lời cho cô, thai ô thành phần chính của nó là gì cơ?
Rồi. Thành phần chính của NGG tất cả lớp đã biết rồi, không chỉ cần Kim Anh. Đúng rồi, ăn thịt gà. Chữ viết tắt là gì cưng? Ammonium. Rồi. Thiolidol. Cưng cứ nhớ thuốc uống tóc là glycolic, thiolidol là acid. Nhưng mà có chữ ammonium là em biết là dạng kiềm. Cứ nhớ có chữ A này là alkali. Cứ nhớ ammonium là cái mùi nó rất hôi, đúng không? Thành ra nó là dạng kiềm. Cứ nhớ như vậy. Nhưng mà thuốc uống tóc của nó là thiolglycolic. Nhưng mà bỏ ammonium vô là nó dạng kiềm. Hiểu cô nói không? Thì coi như tất cả thuốc uống tóc này dạng kiềm hết. Nhưng kiềm nó từ đâu cưng? 7.1 tới 14. Thì từng thiô này nó nằm ở chỗ nào? Trên 10. Nó khoảng 10, 10 cộng. Hiểu cô nói không? Tại vì thuốc uống tóc mình đã nói nó từ 9 tới 9 chấm, đúng không cưng? Thì thiô này khoảng above 10. Thành ra thuốc này độ pH là bao nhiêu? Cô bôi cái này nè cưng ha. Độ pH của nó là 10. Vậy chữ pH cho cô nói lại coi, chữ P viết tắt chữ hoa hay là chữ H viết hoa? Chữ P viết thường và chữ H viết hoa. Ừ, giỏi. Thành ra độ pH nó rất là 10. Nhưng mà tại sao bạn có thể phân biệt được nó và thuốc uống tóc? Tại vì nó cũng có thành phần ATG mà. Cái gì mà có chữ thai ô là em biết là có thuốc uống tóc. Hả? Nhưng mà thuốc uống tóc thì độ pH nó thấp hơn thôi. Ông này 10. Thì tại sao mình biết nó mạnh hơn thuốc uống tóc? Bằng cách nào? Độ pH nó cao hơn. Nhưng mà đồng thời nó còn một cái chữ nữa. Đó, curly hair nè, tôi cưng ghi vô đi. Curly hair. Ok. Và đồng thời cái độ pH của nó là 10. Đúng không? Thì nhưng mà tại sao mình biết nó là đậm, tại vì nó sao? Tại vì nó có độ viscosity. Tất cả Google cho cô chữ viscosity là gì? Viscosity tức là sự đo lường độ đậm đặc hoặc độ không đậm đặc của một sản phẩm. Đúng rồi, tức là nó là một cái độ, sự đo lường viscosity là nó lên độ đậm đặc hoặc độ không đậm đặc của một chất, đúng không? Mà khi nó đậm đặc là em biết nó dạng lỏng hoặc dạng kem rồi, đúng không? Đó. Thì viscosity định nghĩa nó diễn tả là độ đậm đặc. Ok. Đó. Tức là viscosity tức là nói lên là độ đậm đặc, đúng không cưng? Độ đậm, độ đặc hay là lỏng của một gì cưng? Nó khi nó hỏi chữ này đó. Rồi. Có ai thắc mắc gì không? Bây giờ mình nhìn trên cái bảng mình thấy có chữ break disulfide bond. Tại vì nó có thiô. Nó giống uống tóc không? Nó bẻ bon gì cưng? Nó break cái S bon. Phá vỡ. Cô sẽ không ghi SS nha. Tụi em đã ghi cái này rồi, quá nhiều rồi. SS bon là cái gì? Không có thì mình nhân trên kia nha. Thì SS bond chức năng của nó là bond lưu huỳnh kép, nó phá vỡ đi, đúng không? Cái gì nó vỡ thì nó cũng phải có sự hoàn trả lại. Bởi vậy nó mới có chữ rearrange, sắp xếp. Em làm người ta biến mất mà em không bao giờ trở lại thì đâu còn là sự sắp xếp nữa. Có hiểu không? Rearrange tức là mình làm một cái gì nhưng mà mình không để nó biến mất, mình phải hoàn trả nó lại thì mới gọi là rearrange. Ngoài có thắc mắc gì không? Như vậy cái này nhìn sơ đi, cái thai ô relaxer này nó giống thuốc uống tóc không? Đúng hịch hà. Nó khác cái gì nói cô nghe. Độ gì? Độ pH. Nó đậm đặc hơn không?
Thành đạt hơn đạt xế. Hiểu cô nói không? Nó không khác gì hết. Nhưng mà cách làm thì em sẽ như thế nào? Em biết cách làm theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất. Bây giờ mình nói phá vỡ rồi thì mình phải hoàn trả nó lại. Thì bị sai cái thuốc này đó, mình có một cái thuốc nữa là thioneutralization, là neutralizer. Thì cái chất này là chất trung hòa, đúng không cưng? Đầu tiên nó gọi là neutralizer, thuốc trung hòa, đúng không? Việt Nam mình đơn giản gọi là thuốc giặt. Thì nhớ cái thằng này chương nở phá vỡ thì thằng này như thế nào? Cứng và xây lại, bao giờ cũng vậy. Tại vì nó có chức năng giống hệt thuốc uống tóc mà nó chỉ là duỗi thôi, nó mạnh hơn một chút xíu thôi. Hả? Thì neutralizer này là một cái chai mà luôn luôn đi kèm với lại thuốc duỗi. Thì thường thường nó hỏi trong thành phần của chất neutralizer này nó có chất gì cưng? Chất gì đây? Hydrogen peroxide ghi vô. Thành phần chính của nó là hydrogen peroxide. Cô nói rồi, cái chapter này là em phải học. Một đứa đi thi trường khác rớt, nó ngồi nó ôm cô YouTube everyday, nó cho cô coi luôn trên hình TV luôn kìa cô, mà không đậu. Tại sao biết không? Quá tố nhiều quá, hóa tố rất là nhiều. Mà hóa tố này cô đã nói rồi là tụi cưng phải học thuộc, học thuộc, học thuộc, phải học thuộc. Thành phần của chính là hydrogen peroxide, thấy nhớ cưng? Ừ, thành phần chính của nó đó. Thì nó nói rằng nếu như bạn nói thuốc duỗi thio làm giãn loạn, giãn tới độ tôi thích rồi nè, bây giờ tôi phải ngưng lại thì phải dùng neutralization. Thì thành phần chính nó tôi hiểu nó là hydrogen peroxide. Nhưng mà cái gì là tác động để rebuild lại cái đài phân tuyết bon cưng? Tại nó có cái gì? Nó có cái gì? Phản ứng gì nhìn trên mạng? Nó có phản ứng gì mà nó giúp cho neutralizer? Nó có phản ứng oxidation, là nó phải phản ứng oxy hóa thì nó mới tác động cái chất trung hòa để làm tất cả những gì mà thằng này phá nó lại đó. Nha. Nó có hiện tượng oxidation. Oxy nó hở hết mấy cái này đó. Chính vì nó có hiện tượng oxy hóa nó mới lại build lại. Tại vì nó là thành phần chính của chất trung hòa. Em hiểu cô nói không? Thằng này phải có oxy hóa thì nó mới tác động lên chất neutralizer. Nhưng mà thành phần chính trong chất trung hòa là hydrogen peroxide. Nhưng phản ứng phải là phản ứng oxy hóa và thì nó phải nhức đầu chứ. Nhận một cái duỗi người ta, một đứa học sinh cô nó mở tiệm ở ngay Huntington Beach, nó duỗi cái này thì nó gọi cô, nói cô con duỗi thay ô sao, nó thay ô này có mấy chai, con có 3 chai, đọc instruction, cô không có thể nào cô giúp nó được cái đó, hiểu không? Tại vì mình giúp nó có thể là mình vô tình mình hại nó, nó phải học. Khi mà con mua cái sản phẩm đó con có được training không, hay là con thấy người ta làm cái nó, mình thấy làm được mình phải được train những cái thuốc duỗi này cưng, phải có hãng xuống để dạy mình, và khi mình dạy mình phải làm đúng cái hãng đó, nhưng mà nếu sao mình làm hãng khác thì hãng sáng xuống nó dạy mình. Thì nó nghe nói vậy thì nó cancel. Cô nói cô không có giúp con được, tại vì cô không có làm tiền, cô không có giúp, thấy không? Bởi vì con đã mua hãng thì con phải đi chính hãng chứ cô không được nói ấy mà, thì nó cancel. Cái thai ô này khó lắm, châu Á mình không biết làm thai ô đâu, không bao giờ biết làm. Châu Á mình giỏi lắm là chemical straightening thôi à, là duỗi Wella đó, ừ. Wella đó, thì không duỗi được đâu.
tụi cưng học thuốc dũi là cô nói thiệt, phải đi học cho đàng hoàng. Một cái hãng nó dạy cho mình phải học cho nó đàng hoàng. Tuy rằng nó là thuốc uống tóc chứ, nhưng mà nó là dạng dũi đó. Cái dũi tóc nó nguy hiểm hơn uống đó. Dũi nguy hiểm lắm nha. Nói chung cái gì mà hóa tố nguy hiểm, nhưng mà cái dũi này phải học chính xác. Đừng có coi mấy YouTube, YouTube nó có quớt cho cưng đâu. YouTube nó chỉ promote cái sản phẩm của nó thôi, mình xài sản phẩm khác là hư liền. Sản phẩm của nó thôi, nó lên nó quảng cáo cho cái hãng đó mà. Nha. Thành ra học muốn học cái này thì cưng phải học cho đại sư cô dạy trường Mỹ, nó có Mỹ đen á, thành ra có train cái lớp này. Nhưng mà làm ngoài xã hội thì ít lắm, người nước ngoài nó cũng ra ngoài nó làm, nó không có làm người châu Á đâu. Dũi nó ít tới châu Á lắm. Hai cưng ha. Rồi anyway, có ai thắc mắc gì không? Nhớ nha, một lần nữa thai ôm relaxer là một dạng dũi giống như thuốc uống tóc. Có gì thì cưng, nó có gì cưng? ATG, Ammonium Thiocyclate, viết tắt là ATG, ATG. Độ pH là bao nhiêu? 10. Tại sao nó khác uống tóc? Tại vì độ đậm đặc của nó hơn. Phải chưa? 10. Thành ra nó có cái chữ viscosity, định nghĩa là gì? Nó diễn tả độ đặc và độ lỏng của sản phẩm nha. Rồi thành ra cái thai ô này cũng break cái đài sulfid bond là SS bond, gọi là lưu huỳnh kép. Nhưng mà khi nó phá vỡ rồi thì nó phải có một cái chất để mà nó rearrange, nó sắp xếp lại, thì chất đó gọi là neutralizer, là trung hòa. Chất trung hòa này nó có thành phần là hydrogen peroxide, thì giống như là thuốc thai ô thành phần nó là gì cưng? ATG, thì thằng này là hydrogen peroxide. Thì nó hỏi một câu, tại sao chất trung hòa này có cái sự khóa hoặc là biêu lại, gọi là khâu là hoàn trả lại cái bond này, là tại vì nó có hiện tượng oxy hóa. Thành ra oxy hóa nó giúp cho cái gì cưng? Oxy hóa giúp gì cưng? Giúp cho biêu lại cái bond. Giúp gì cưng? Hoàn trả lại ha cưng ha. Bond gì cưng? SS. Cứ anh này phá, anh kia hoàn trả. Nha. Rồi. Bây giờ mình đã học về cái thai ô rồi, ha. Và application như thế nào? Bao giờ cũng vậy. Trước khi mình làm thuốc dũi này, bây giờ trước khi mình uống tóc mình có gội đầu không? Có gội đầu không? Rồi. Có gội đầu nhẹ, đúng không? Đúng không? Thì tại sao cái chất này có gội đầu không? Cũng giống hệt, tại sao? Tại vì nó thuốc thai ô mà. Nó cũng phải được làm trên tóc đã được gội. Ha cưng ha. Còn sau đó chị muốn bao nhiêu ngày chị gội lại, cái đó mình phải đọc cái gì cưng? Lời hướng dẫn của nhà sản xuất. Thành ra luôn luôn trước khi làm phải nhìn cái gì? Phải nhìn tóc của người khác và da đầu. Ai cô hỏi một câu, tại sao phải check da đầu? Làm cái gì để kiểm da đầu? Tại sao chị nhìn da đầu em? Nhìn da đầu để kiếm cái gì cưng? Nhờ sự chảy xước. Hiểu không cưng? Có chảy xước, cái đó là number one answer. Đúng không? Coi có chảy xước, có bị chảy máu, có bị vết cào tấu gì không. Còn check tóc để làm cái gì cưng? Để coi tóc của ta độ mạnh như thế nào, tóc cô ta có khỏe không, tóc cô ta có xài cái gì. Nếu mà làm thai ô thì tóc có xài cái gì? Sodium không? Đó, không được, thấy không? Câu đó là câu chính nha cưng ha. Rồi đó, thành ra nếu mà mình thấy tóc cô ta, da đầu cô ta bị chày thì câu trả lời luôn luôn là no no, em không làm. Thành ra mình luôn check cái gì cưng? Porosity and elasticity, thấy chưa? Nó hỏi một cái vấn đề thử tóc trước khi làm thai ô là cái gì cưng? Cưng phải thử độ đàn hồi và độ xốp của tóc. Câu đó câu trả lời. Bao giờ cũng vậy. Mình coi tóc đàn hồi cổ giãn và thun lại được không? Thun có giãn không hay là giãn cái đi luôn? Đúng không? Độ thẩm thấu là gì? Coi tóc cô hút thấm như thế nào? Coi mình xài loại thuốc như thế nào? Có ai thắc mắc gì không? Nhớ nha. Có hỏi đó. Nó nói cái test theo cho độ thuốc thử tóc thai ô là gì? Elasticity and porosity. Hai câu này là chính. Nếu mà cộng tóc mình thử ở nhiều nơi mà mình thấy cái độ đàn hồi của nó xấu quá thì mình có nên làm không? Câu trả lời là no. Thành ra nó nói dựa vào
sự đàn hồi và thẩm thấu hoặc độ sốt thì bạn sẽ nhận service hay không, là dựa vào cái gì cưng, dựa vào thẩm thấu hay độ sợi hay là độ đàn hồi? Câu nói rằng phải dựa vô độ đàn hồi. Nếu đàn hồi xấu quá thì mình không nhận, hiểu cô nói không? Đó, thành ra độ đàn hồi, câu này ra thi có, hôm bữa có luyện thi mấy chị này rồi, nhớ không? Nó hỏi trong cái tóc, cái đàn nào quan trọng, độ sốt hay độ đàn hồi? Độ đàn hồi chứ, sốt ăn thua gì? Sốt thì là tóc hư, nó hút nhiều, tóc hư hút ít thôi, hiểu cô nói không? Nếu mà tóc hư đó, thì em xài thuốc nhẹ thôi, còn tóc mà nó không hư thì mài thuốc mạnh chút, hiểu cô nói không? Nhưng mà tất cả phải dựa vô sự đàn hồi nha. Câu đó là câu chính đó. Cái đứa đi thi về tắt hồi hôm qua, con gặp toàn là quá tố không. Nó về nó cũng lấy bài của những đứa khác về, đâu có câu nào đâu. Cô nói đừng có lấy bài của bạn, không có câu nào đâu. Nó không bao giờ mà nó cho cưng giống mình hết. Quả may cái đứa mà giống lắm phải 2 tháng sau nó mới giống. Nó đổi bài hết. Mà càng thi càng khó. Tại sao? Tại nó phải đổi bài chứ đâu cho cưng thi cái bài cũ hoài đâu. Nhớ nha. Thành ra ráng thi một lần cho đậu. Có ai thắc mắc gì không? Ok. Đó. Thì em nhìn trước mắt em có cái chữ Japanese Thermal Straightener. Cái này là duỗi tóc bằng kiểu Nhật đó. Mình có Japanese Straightening đó. Thì thường thường cái loại này là một cái loại mà người mình xài phổ thông nhất. Nhưng mà tất cả những cái process này là mình phải như thế nào cưng? Theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất hết. Nó hỏi ngoài thuốc duỗi thai ô có một loại mà similar, giống giống như vậy là thuốc gì cưng? Thuốc duỗi thẳng bằng kiểu Nhật. Tại vì người Nhật là cái người đầu tiên chế ra cái thuốc này. Nó cũng là một dạng thai ô. Tại sao nó giống thai ô? Nhìn trên cái bảng này nó giống thai ô điểm nào đây? What's look like? Nó similar với thai ô. Câu chính đó là câu nào? Chỉ đó 90% thôi. Còn câu 100% đâu. Có cái gì giống? Thì nó cũng trung hòa, không có ra thuốc, nó theo thôi. Theo lời hướng dẫn, ví dụ như Japanese nó có 5 chai thì mình xài 5 chai thôi. Hiểu không? Mình không có more consider about a thing. Chứ cái hãng nó cho 10 chai, mình xài 10 chai thôi. Nhưng mà cái điểm nó giống thai ô ở điểm nào? Nhìn trên bảng. Đó mới là đi thi đó. Thuốc ép tóc thì không có đều. Đấy, đó mới là đi thi đó. Bao nhiêu người mà không nhìn ra. Giãn độ xăng cũng dúng dúng, ok. Nó cũng tựa tựa, tức là nó không có duỗi hoàn toàn, nó chỉ giãn cái lọn thôi. Cũng dúng dúng, nhưng mà cái 100% là cái nào? Được phân phối đều. Cái đó phải làm thôi, được phân phối đều là phải làm thôi. Không, mình nhìn ở trên cái bảng, nhìn ngay trên cái mặt bảng. Thí dụ một câu trả lời nó có... Một câu trả lời có 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 6, 7 sự lựa chọn. Em sẽ lựa cái nào là 100%. Cái này ngay đầu mà, tại sao không nhìn? Ai cũng nhìn chứ cái đích chị. Hiểu câu nói không cưng? Nó giống thai ô ở điểm nào? Nó được gội đầu trước. Câu đó câu trả lời. Nói thằng Japanese nó giống, ủa mày làm bao nhiêu tiếng, bao nhiêu phút, mày theo lời hướng dẫn nhà sản xuất chứ, mày tá tạo loạn, mày duỗi loạn, mày phải theo nhà sản xuất chứ, mày dùng lược gì mày phải theo nhà sản xuất chứ, để bao nhiêu lâu mày theo nhà sản xuất, mày đâu có làm thằng này giống thằng thai ô được, mày đâu có follow nó. Thai ô là thai ô, nó là nó, nhưng mà cái điểm nó hơi giống thai ô là tóc sẽ được gì cưng? Shampoo. Thấy chữ ed không? Ed này tức là tóc đã được gội trước.
Nếu đáp gội trước là tóc ẩm hay tóc khô? Bây giờ nó không nói gội đầu mà nó thực hiện trên tóc hôi ẩm thì em làm trên tóc gì? Giỏi. Ghi vô đi, đừng có nhìn cô. Mai mốt tụi cưng không có nhớ những cái câu này đâu. Không bao giờ nhớ. Shampoo là gì? Mở ngoặc đơn. Tóc đã được gội trước bằng tóc ẩm. Đó, bây giờ đơn giản là mình thấy này mà mình không nhìn ra. Nhưng mà thường ra thi á cưng, cái câu mà đúng nó nằm ở dưới cuối á, nó nằm đầu đó. Mới vô cái quất cái đầu trước thua, nó nằm ở dưới cuối á, nó ác vậy em cưng á. Nhưng mà nói chung bây giờ ác không ác gì, mình phải học thôi, tụi cưng phải học thôi nhá. Tóc đã được gội đầu trước bằng tóc ẩm, đúng không cưng? Nó giống thay ô không? Giống. Nhưng mà làm như thế nào? Theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất. Em hiểu không? Mình không có bắt chước thằng thai ô được, nhưng mà tao biết là nó giống là nó được gội đầu trước trên tóc ẩm nha cưng. Rồi bây giờ mình nói tới thuốc duỗi Hydroxyl Elixir. Nó là thuốc gì cưng? Kim Anh trả lời coi. Nó là cái gì em? Đầu tiên nó là sodium. Thành phần chính của nó là sodium hydroxit. Viết tắt là gì Sơn? NaOH, muối natri. Na là natri, là muối đó. Nó dạng muối. Thằng này là gì cưng? ATG thì thằng này là gì? NaOH. Tụi cưng nhớ phải ghi theo mình nha. Cô là cô giảng bài cho tụi cưng ghi xuống là phải ghi theo mình. Ghi theo chính kiến thức của mình, cô giảng như thế nào thì ghi xuống. Thành phần chính của Hydroxyl Elixir là sodium hydroxyl. Công thức là gì cưng? NaOH là muối natri. Thì muối natri này nó có nhiều loại lắm ha. Nó rất là nhiều loại. Nó nhiều loại trên thị trường lắm. Thành ra chữ sodium này nó còn một cái câu nữa, nó gọi là lye. Lye này có nghĩa là sodium, mà nó cũng có nghĩa là sodium, mà nó cũng còn có nghĩa là benz. Hồi xưa tụi con học trường bên Việt Nam, đây nó gọi là ba, là kìm á. Thì dạng này là lặn kìm không? Kìm. Tất cả duỗi là kìm hết. Nó trên mấy cơ? Trên 7 đúng không? Nó là kìm hết. Nhưng mà kìm này sẽ mạnh hơn kìm này. Là tại sao? Tại độ pH nó khoảng bao nhiêu cơ? Giỏi. Độ pH bao nhiêu? Lớn hơn 13. And more. 13 cộng. Tại sao mình biết nó 13 cộng? Hẳn nó là, thành ra nó mới list ra là sodium hydroxit, potassium hydroxit, lithium and ganidin hydroxit. Tất cả cái này là có kim loại hết, nhưng mà có thằng mạnh hơn thằng kia thôi. Đó là tất cả các loại thuốc mà mình phải hiểu rằng nó rất mạnh. Thì tất cả trong cái bảng này chữ nào là chữ chính của câu hỏi? Nó hỏi nếu mà bạn so sánh về thuốc duỗi sodium và thio relaxer thì đầu tiên em tìm cái gì chính ở trong đây? Nó lớn hơn, pH lớn hơn đúng không? Rồi, rồi một cái mà để cho sự an toàn là cái gì? Sự an toàn khi bạn sử dụng suất sodium là cái gì cưng? Nhìn trên bảng. Nhìn trên bảng. Trả lời đúng trên cái bảng. Nhìn chính là cái bảng cơ. Cái gì? Không tương thích với lại thuốc gì? Câu đó là câu chính. Nó nói sự an toàn khi bạn sử dụng sodium và thio là gì? Thành ra khi mình nói mình khám da đầu đó, mình khám cái gì cưng? Đầu tiên da đầu có chảy xước không?
Thứ hai là mình khám về cái gì cưng? Coi là trên đầu tóc của cô ta trước đó cô ta có xài thai ô không? Not compatible with thai ô. Relaxer. Câu trả lời là no no no. Hiểu cô nói không? Thì thành ra câu này là cái câu an toàn nhất khi mình sử dụng thuốc hydroxyl relaxer. Một ông là mặt trời, một ông là mặt trăng. Vậy nó hỏi rằng độ kềm của 10 và 13 thằng nào lớn hơn? 13. Thằng nào mạnh hơn? 13. Đương nhiên là đúng không? Giữa 10 và ma thằng nào hướng về kềm nhiều hơn? 13. Thằng nào mà hướng về số 14 gần nhất nó là mạnh nhất. Vậy hiểu cô nói không? Ra thi cái bài này nó hỏi rất là nhiều, nhiều lắm, nó hỏi chi tiết nhiều lắm. Tại sao vậy? Mình phải học, cô đã nói rồi, chemistry là cưng phải học, học thuộc nằm lòng đó. Chứ không có nói em muốn học câu này em thế, câu kia không có thế được. Nó đúng một chữ học thôi. Rồi bây giờ còn ai thắc mắc gì không? Ok, thì bây giờ ngoài cái loại này ra đó, nó sẽ có rất là nhiều loại thio relaxer. Hả? Có loại thì có lye. Lye là gì cưng? Là sodium đó. Còn loại thì gọi là no lye. Thành ra khi mà em thấy chữ lye này đó là em biết nó có sodium mạnh lắm. Nhưng mà khổ cái nó không đề là lye, nó đề là base relaxer. Kim Anh trả lời rồi, tại sao base relaxer? Base là mình phải dùng cái thuốc để mình bảo vệ. Giỏi, base này là da đầu đó. Thành ra khi em thấy mua thuốc nó đề base relaxer, em hiểu rồi, là chất thuốc này nó mạnh lắm. Em phải sức kem bảo vệ lên da đầu trước khi em bỏ thuốc. Hiểu chưa? Base relaxer là gì? Là một loại thuốc mà em phải bảo vệ da đầu trước khi em xài thuốc duỗi. Nhưng ngược lại, nếu trong cái thuốc nó đề là light relaxer, tức là thuốc duỗi nó có hiện tượng gì cơ? Giỏi, sodium. Coi chừng. Nó hỏi base relaxer là gì? Là thuốc duỗi mạnh, em phải sức đồ em bỏ vô da đầu. Hiểu cô nói chưa? Bảo vệ da đầu. Còn light relaxer là thuốc duỗi này có hiện diện của sodium. Còn em có xài base không? Chắc chắn rồi đó. Thường thường sodium là base relaxer hết, tức là phải sức kem bảo vệ da đầu hết. Tại vì sao? Tại độ pH nó rất là mạnh. Giờ hiểu không? Giờ cái hãng nó muốn ghi gì ghi, nhưng cưng là người professional, cưng phải hiểu. Ủa tại sao nó đề like, đề base? Base tức là phải thuốc kem bảo vệ da đầu. Like là gì? Có hiện tượng sodium. Nhưng mà thường thường like so Light relaxer là xài base đó, tại vì nó rất là mạnh. Phải nói hỏi một câu, giữa sodium và thio thằng nào sẽ dùng base da đầu bảo vệ? Sodium, nó mạnh lắm. Thế giới Việt Nam mình không biết sodium là cái gì đâu, không biết đâu. Thằng sodium này tụi cưng ghi xài đó, tụi cưng phải theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất 100%. Nó nói làm một cái đầu phòng mong 10 phút là phải 10 phút xong hết. Em làm qua tới 11 phút là tóc bà kia bà rụng hết liền. Nó mạnh vậy đó. Mà khi làm cái này là phải cắt da đầu bao nhiêu, phải cắt đúng như vậy. Tóc của người châu Á, người da màu mới làm nổi. Người châu Á mình làm rụng hết, không được đâu. Sodium nó mạnh lắm em. Thành ra mình phải hiểu cộng tóc ha. Thành ra mình thấy ngộ không? Cái người da màu, cái tóc người ta quăng nó yếu, thì nó lại chịu được cái thuốc này. Mà nó lại chịu tẩy, nó lại chịu không nổi. Tẩy nó không có tẩy được nhiều, nó gãy. Sodium hydroxide là không chỉ có soda mà đúng, nhưng mà mấy cái nồng độ nó khác. Cao lắm, mà soda mình nó uống soda không mình đụng đã thấy nhiều lần là ruột gan mình nó cũng đi hết rồi đúng không? Thằng sodium này mạnh lắm cưng. Thì nó là một dạng loại bubbling á, gọi là corrosive. Corrosive là gì? Bào mòn. Nó là bào mòn. Nguy hiểm lắm. Có ai thắc mắc gì không? Ai thắc mắc gì không? Lớp này còn tỉnh không? Ngày mai, ngày mốt sẽ làm bài thi nha. Thứ tư, thứ năm sẽ làm bài thi nha. Bài thi là chọn nguyên con á, chứ không có nửa con đâu. Nguyên con.
Tại vì cái này thật sự học tụi Cưng phải về học thiệt thuộc cho cô. Rồi thi nó hỏi mấy cái này nhiều lắm. Rồi bây giờ mình nói bẻ bon với tái tạo bon nè. À, bây giờ trước khi cái này đó, tụi Cưng mở cho cô cái trang 620 đi. Đà. Nó nói rằng trong chất Hydroxid Relaxer này nó có là kim loại không? Kim loại hết đó cô ơi. Kim loại hết đó. Thì kim loại mình có là chữ gì Cưng? Đó, tất cả nhìn lên bảng. Natri, potassium là kali, lithium, oxygen, hydrogen đó, tất cả nó là loại kim loại hết. NaOH, KOH, LiOH tất cả là kim loại hết. Nhưng mà nhìn kỹ đi, có một thằng nó không có kim loại. Thành ra cái nào mà Cưng thấy light relaxer đó là có thuốc kim loại là NaOH nha Cưng nha. Còn no light relaxer đó thường thường là bốn cái chất này nè. Nhìn lên bảng lại đi Cưng. Đó. Ba cái chất potassium nè, kali nè, lithium hydroxide. Thường thường cái này nó không có kim loại, nó nhẹ hơn. Nếu không có kim loại thì gọi là gì? À, không có sodium gọi là gì Cưng? No light relaxer. Mà nếu không xài thuốc bảo vệ da đầu gọi là gì? No Bay Relaxer. Nhớ nha. Thì nó hỏi. Thành ra trong bốn thuốc kim loại NaOH là mạnh nhất là sodium. Còn ngoài ra những cái như là potassium, gallium hoặc ammonium, những cái chất này nó nhẹ lắm nha. Tại vì nó thuộc thành phần No Bay Relaxer. Nhưng nói vậy chứ nó cũng hại cho tóc lắm. Nó cũng hại cho tóc lắm. Thành ra No Light Relaxer là lithium có, potassium có, No Light nha. No Light là gì Cưng? Là tất cả những loại sản phẩm này nó bán sẵn trong hũ á. Cưng múc ra Cưng chét lên thôi. Thì tất cả trên thế giới mình queo là nó là No Light hết. Sodium xài không nổi đâu. Sodium nhiều khi nó có nhiều hũ lắm, mình phải mix. Thành ra tất cả những thị trường nó hỏi làm sao bạn đánh giá được một cái hũ thuốc duỗi mà có like hoặc là no like. Cái no like là nó mà làm sẵn của company, nó vô thành hũ rồi, Cưng chỉ múc ra Cưng chét thôi. Còn cái like á, là Cưng phải theo bao nhiêu bình mix vô mới thành ra một cái sản phẩm. Có hiểu cô nói không? Thành ra no like là gì? Là một sản phẩm nó được bán trên thị trường, nó đã mix sẵn một cái hũ rồi, mình chỉ dựng múc ra mình xài thôi. Xài như thế nào theo lời hướng dẫn. Còn thằng sodium chắc chắn là nó sẽ có sự pha trộn của sản phẩm, giống như màu Cưng vậy đó. Cái này trộn bao nhiêu, cái này phải trộn ra để thành ra một tô duỗi nha. Thành ra mình có like and no like. Ok. Nhưng mà tuy rằng nói nó không có like, nhưng mà nó cũng là một sản phẩm có kim loại nha Cưng. Nhưng mà nó chỉ không có sodium thôi. Nghe chưa? Thì no like này là được sản phẩm được bán thành hũ lọ. Tức là gọi là no mix. Ghi vô. Nó nói một sản phẩm mà không cần sự pha trộn, mua thẳng vậy là làm luôn là loại nào? No mai. B là cái gì Cưng? B là cho đầu á, nhớ không? Nó nói Bay Relaxer là thuốc duỗi phải sức kem bảo vệ da đầu. Còn No Bay Relaxer là thuốc duỗi không cần sức kem. Nhưng mà No Light là không có sodium. Hiểu cô nói chưa? Nhưng mà nó là kim loại hết. Nó thuộc kim loại hết. Tất cả là kim loại hết. Nhưng có thằng nặng và thằng nhẹ thôi. Nó là metal hết. Thì bây giờ mình muốn chọn thành phần của nó. Mở trang cho cô 621. Mình có cái Selecting Correct Relaxer ha. Đó, No Light Relaxer nè Cưng. Chụp hình đi.
Cho nên no light relaxer vi cưng. Là những chất mà hầu như được bán ngoài thị trường có mix không? No mix. Nha cưng ha. Và nó cũng là thành phần không có sodium nhiều. Rồi bây giờ thai relaxer nè ha. Thì rất là nhiều loại đó. Nhìn cho cô cái bảng 621. Tất cả dạy học cái này giống như trang uống tóc. Thấy chưa? Sodium hydroxide. Độ pH là bao nhiêu cưng? Gọi là gì? Thuốc duỗi có sodium. Tác động cho những người tóc thiệt là quan. Nhưng cái sự không hài lòng, da đầu sẽ ngứa và có thể làm hư tóc. Đó, thấy không? Cái nào nó cũng có cái lợi và cái bất lợi, phải không? Có lợi là gì? Rất tốt cho người tóc quằn. Tóc quằn. Nhưng cái bất lợi nó là gì cưng? Da đầu có thể ngứa và phải hư. Thấy không cưng? Còn những cái thuốc mà no light nè, nó đổi nè cưng, là tại sao? Nó có thể làm cho da mình bớt ngứa đi ha. Nhưng mà có cái you may repeat it. Mình phải làm nhiều lần. Nếu mà repeat it, you may dehydrate your hair. Đó. Nếu mà cứ tiếp tục làm được hoài để mà sử dụng đó, có thể dehydrate là gì cưng? Làm cho tóc bị lấy đi độ ẩm. Will dehydrate. Nha, tất cả mở cái trang đó học cho cô. Thì hai cái chính là cưng thấy rõ ràng không? Sodium với lại ammonium là thuốc duỗi thai ô đó. Còn B là gì? Có hiểu cô nói chưa? B là sức vô da đầu. Ha cưng ha. Rồi. Nó hỏi cái base relaxer là gì à? Thuốc duỗi này phải sức base. Nhưng mà thuộc dạng nào? Lithium hay là gì em biết đó. Em phải coi nó thuộc trong thành phần gì. Nhưng mà B chắc chắn là phải bảo vệ da đầu. Còn no light là gì? Là không có sodium. Nhớ nha cái chữ này. Bây giờ mình nói tới cái bond. Ok. Cái bond này sẽ được bẻ bởi thuốc uống tóc cũng như là thai ô, đúng không? Rõ ràng. Nhưng mà sao dưới này em còn cái bon nữa? Cái bon này tên hơi lạ lạ, đúng không cưng? Ừ. Nó gọi là len thai ô ni bon. Mà bên này mình có neutralizing nữa nè. Neutralizing shampoo. Cái gì dưới đây nha, cô sẽ ghi dưới đây ha. Cái này á, duỗi tóc thì có neutralizer file. Còn cái này duỗi tóc, sao có xà bông kỹ vậy cô, sao không có cái này? Tại lý do trước khi mình muốn nói tới cái này thì phải nói tới cái mòn. Cái này bẻ mấy bon cưng? Hai bon. Hai bon SS. Cái này bẻ mấy bon? Ai nói? Nói lớn lên. Cô nghe đó. Giỏi. Cái này chỉ có bẻ 1S thôi. 1S không? Thành ra bẻ 1S tên em khác chị ơi. Tên em không phải là Đài Xuân Phít mà tên em là Lantio. Chị hiểu cô nói chưa? Nó hỏi rằng thuốc uống tóc bẻ hai bon tên gì? Đài xung huyết bon, đúng không? Lưu Quỳnh Bếp, đúng không? Đài xung huyết, đúng không? Còn bon này có một bon nè, đổi tên đi, Lentio. Hiểu cô nói không? Chính vì nó khác điểm ở một điểm rằng anh này bẻ, anh này tái tạo, nhưng anh này bẻ có một bon là đâu có tái, một bon đâu có tái.
thành ra nó không xài Neutralize mà nó xài shampoo gội đầu, thấy chưa? Thì cái gội đầu này nó có tính chất trung hòa chứ nó không phải là chất trung hòa, thành ra nó không có tái tạo SS, tại vì nó bẻ có một S thôi mà. Thì cái chức năng của thuốc trung hòa này xà bông để làm cái gì? Kim Anh trả lời coi, cái chất trung hòa xà bông này làm cái gì cơ? Nó không có hoàn trả lại SS, đúng không? Tại vì nó bẻ có một bon à. Thì tại sao chị phải gội xà bông lên đầu em? Tại vì nó là xà bông trung hòa. Xà bông trung hòa có tính cách gì? Giỏi, nó giảm độ nặng của chất sodium glycerol. Xà bông trung hòa này chỉ có tính giảm cái gì cơ? Độ nặng, độ mạnh của cái, độ mạnh của cái gì? Của sodium. Nó không tái tạo loạn, nó không có làm gì hết. Để con ghi xích lên đây cho mấy đứa thấy. Nó chỉ làm gì cơ? Giảm độ mạnh của thuốc sơn này. Cô bỏ cái này đi ha, để cho tụi con thấy cho rõ. Có ai thắc mắc gì không? Nhớ về học cái bài trang 621, sự lựa chọn đúng tất cả những tóc phù hợp cho tức là thuốc duỗi nha. Bé này mới gọi sao bông tiếng rồi. Không, con dựng một thơ chứ là khen. À, thơ hả? Tím nó không có đều. Nó không đều. Bỏ lên là cho nhưng tím mà sau này con phải bỏ tím chút xíu để mà ở nhà nó đều rồi thì bỏ tím. Tím con lại của thằng Fibola. Quên cái tên. Fibola lượng tốt. Fibola tốt. Fibola tốt. Tôi gọi một tím. Thôi nào phải tùy loại Fibola tốt. Cái thuốc đầu tím trung hòa của mẹ bác Băng Mi này cũng tốt. Tốt lắm. Giảm nhiều là lợi cái đó. Aha, Fibola là tốt. Giảm độ mạnh của sodium. Tức là sodium nó đang xài trên đầu mình. Giảm giảm. Giảm là tôi tưởng cầm lên thì phẳng thêm chứ. Giảm độ mạnh của sodium. Giỏi giỏi. Giảm. Đó, bây giờ tụi cưng học cái này là đã khó, là qua cái khúc ải này rồi đó. Qua cái trang màu tụi cưng khỏe được chút. Tại màu dầu gì tụi cưng cũng có đụng chạm rồi tụi cưng hiểu. Còn cái này là phải học đó. Những cái này những phòng chemist tụi nó dạy là mình phải làm thôi. Nhớ nha. Loại B là cái gì? Nói loại B là gì cưng? Là kem bảo vệ da đầu. Thuốc duỗi phải dùng kem bảo vệ da đầu. Còn lai là gì? Là thuốc duỗi có sodium. Tất cả sodium á là đều mạnh hết, nó có dạng kim loại ha, nó là metal ha cưng nha, nó có metal. Nhưng mà những loại mà no lai là mình có đó trên sản phẩm này nha, cô nói nè, nhìn cái bảng này nó không có no metal, cái nào cũng có metal hết, tại vì nó là kali natri, nó là kim loại hết. Nhưng mà có loại không có sodium, có loại có sodium. Trên cái bảng đó tất cả nhìn cái trang cho cô 621 về đọc kỹ cho cô. Cái nào có like, cái nào không like. Nha.
Đó, bây giờ coi trên bảng, relaxer nó có nhiều loại chứ. Độ nhẹ, độ trung bình và độ mạnh mình hiểu rồi. Những người tóc như thế nào cưng? Tóc yếu, tóc mỏng, tóc hư hoặc là tóc có màu thì dùng loại nhẹ. Còn những loại mạnh thì là như thế nào? Những người tóc thiệt là quăng nguyên thủy, thiệt là quăng cứng, thấy không? Nó cũng là những loại đó, nó có độ mạnh khác nhau. Có loại mạnh và loại nhẹ, có đủ hết. Hả? Thì tùy theo cái gì? Tình trạng của tóc. Thành ra mình mới nói đó, nhận định da đầu và tóc đó. Thấy không? Và tóc là gì? Tóc có độ đàn hồi không? Em mới làm à. Nha, rồi. Bây giờ, thí dụ như một người khách vô, người ta nói, bây giờ chị ơi, em không biết cái tóc em duỗi loại nào tốt, thì cưng lấy một mảng tóc gọi là gì? Một mảng tóc lấy ra thử gọi là gì? Kiểm tra sợi tóc gọi là strand head. Mà periodic là gì cưng? Periodic là gì? Cô giáo nói 5 phút test là phải 5 phút. Có hiểu chưa? Phải theo định kỳ. Chẳng hạn cô nói, lấy một mảng tóc chét thuốc cho cổ đi. Dạ cô, bao nhiêu phút lần? 5 phút. Cứ 5 phút thử lần, 5 phút thử lần coi tóc nó thẳng chưa, có hiểu không? Chữ periodic tức là kiểm tra theo luống định kỳ. Nếu nhà chế tạo có 5 phút thử một lần là 5 phút, thử lần 5 phút, 5 phút, 5 phút. Cứ không phải cái 5 phút, cái 7 phút, cái 9 phút không có được. Thành ra strand test là lấy một mảng tóc ra và mình thử. Nhưng mà phải kiểm tra nó đúng định kỳ là như thế nào. Nhà chế tạo nói 5 phút một lần thì mình đúng 5 phút, 5 phút, 5 phút kiểm một lần nha. Còn nếu mà nó chưa có mướt thì sao? Nhà chế tạo nói 5 phút, để thêm 5 phút, cứ đúng 5 phút nha. Có ai thắc mắc gì không? Thành ra những loại xà bông xài cho nó đó, thấy chưa? Rebuild process does not involve oxidation or rebuild, thấy chưa? Cái xà bông là khi mình gội vô nè, không có tái tạo loạn, tái tạo cái SS mà nó gì cưng, nó giảm cái độ mạnh thôi. Nó không, nó hỏi rằng cái chất thuốc sodium này có tái tạo lại cái bond SS không? Cưng trả lời là yes or no? No. Nó không có tái, tại vì nó bẻ con bon, có hiểu chưa? Không có tái tạo SS. Nghe ra thi nó hỏi đó, câu trả lời nằm đâu? Ngay đầu tiên, cái process này không có tái, hiểu chưa? Tại vì cái cộng tóc của mình nó remain at high pH, cộng tóc nó đang ở độ pH cao, thành ra nó phải xài xà bông để làm chi cưng? Dạ. Normalizing, làm cho nó giảm đi độ mạnh chứ nó không có build. Thành ra em làm hư đó là bút xa gà chết luôn, nó có biêu gì hết trơn. Thành ra những người duỗi tóc này mà duỗi bậy là tóc người ta rụng hết, tại nó có biêu chứ giảm độ mạnh thôi nhá. Rồi thành ra những người làm đầu tiên là những người như thế nào cưng? Lúc làm mình phải dùng kem bảo vệ da đầu và dùng bảo vệ chung quanh tất cả những chân tóc người ta, và luôn luôn dùng dầu gội trung tính, đúng không? Neutralizing shampoo đó nhá. Ừ. Còn những người khách trở lại làm sao? Những người khách trở lại thì mình lát da cái thuốc duỗi ở đâu? Ở da đầu. Tại vì người khách trở lại tức là người ta đã làm vào cái gốc ra thì mình phải bỏ vô trong da đầu, nó gọi là retouch application. Retouch application là gì? Là một phương pháp làm cho người khách trở lại. Người khách đã làm rồi, bây giờ người ta trở lại thì mình bỏ vào gọi là retouch. Rồi, cho cô coi, ghi cho cô cái trang safety precautions nha. Cái này quan trọng lắm. Ở trang 624, sự an toàn. Sự an toàn khi xài thuốc duỗi 624.
mềm thật. Đó, 624 ha. Luôn luôn có sự tham khảo và phải chăm gọi là phân tích tốt một cách kỹ lưỡng, luôn luôn khám xét đầu có da chày xước không và luôn luôn theo dõi tất cả những dữ kiện trong những cái tờ báo cáo của cô khác, và đồng thời đừng quên ký vô cái release statement. Câu kế tiếp, do not apply hydrocyte over file, thấy chưa, không có thoa thuốc duỗi hydrocyte trên cái thuốc duỗi tóc đã có sự hiện diện của thai ô hoặc ngược lại. Và đồng thời những tóc đã được xử lý bằng thuốc nhuộm kim loại thì chắc chắn không bao giờ xài được thuốc duỗi. Câu trả lời là như thế nào? Nó sẽ bị gãy tóc. Và đồng thời những tóc đã quá hư không bao giờ được duỗi nữa. Không được duỗi dù có thai ô cũng không được nữa. Ở trang cái đó nằm ở trang 624 và cộng luôn trang 625. Nói nha cưng, an toàn đó. Kéo ra ngoài lắm. Nên. Rồi câu câu này câu nào chính nữa cưng? Tìm cho cô câu chính là câu gì nữa? Đúng rồi. Do not shampoo prior hydrolyte relaxer. Tóc phải được duỗi trên tóc khô, tóc ướt, tóc khô. Phải được duỗi trên tóc khô. Đó, make sure hands scalp are dry. Tóc da đầu phải thật khô. Khi duỗi thuốc sodium, luôn luôn xức kem bảo vệ và câu nữa là gì? Luôn luôn đeo găng tay cho tất cả dịch vụ hỏa tủa. Nếu mà mắt của ta vô tình rớt thuốc vào thì như thế nào? Sẽ tạt nước mát vào. Flush. Nước tạt vô. Đó, thì tất cả đó là những sự an toàn đó, phải học hết. Làm những cái này đó tụi cưng phải rất là cẩn thận. Và thường luôn nhớ phải kiểm tra tóc thường xuyên nha. Đừng có nên làm cho da đầu bị chày xước. Nhớ khi mà những người tóc người ta trở lại, người ta retouch á, đừng có chồng cái lớp retouch mới lên trên cái tóc đã retouch cũ, đúng không? Người ta đã duỗi rồi, bây giờ người ta tới người ta dặm chân thì mình dặm đúng cái chân thôi. Mình không có để thuốc duỗi nó đi qua cái phần tóc đã duỗi trước, đúng không? Tại chỗ đó sẽ bị duỗi mấy lần. Thì có bị gãy không? Đã bị gãy. Màu chồng lên màu chỗ đó sẽ đậm hơn, đúng không? Duỗi chồng lên duỗi nó sẽ bị gãy. Tẩy chồng lên tẩy cũng sẽ bị gãy. Câu đó câu trả lời ha. Luôn luôn kiểm tra độ của tóc, loại mỏng hay là loại hư hại nha. Do not remove curl more than 80%. Câu này câu trả lời chính. Không có duỗi tóc người ta tới 100%. Tại sao? Tại sao không duỗi tới 100%? Tóc sẽ gãy hết. Tại khi mình duỗi người ta rồi, mình còn có động tác mình ép lại nữa. Câu này là ra thi nói. Nó nói cái maximum mà khi bạn duỗi tóc một người, cái chỉ số là bao nhiêu? 80% thôi. Không có duỗi maximum, mà chỉ optimum. Optimum là độ tốt nhất, chứ không có độ maximum. Maximum được. Tại vì khi làm được cưng còn ép nữa mà. Thì ép ra nó là thẳng rồi. Có thắc mắc gì không? Thành ra cái safety này nó hỏi từng dòng một. Nó nói nếu để tránh tóc không bị over relaxing, để tránh tóc không có bị quá
duỗi quá mức thì bạn sẽ làm những bước nào dưới đây? Nhìn trên bảng mình làm bước nào cưng? Để tránh tóc bị duỗi quá mức thì cưng sẽ dùng cái nào dưới đây trên bảng? Dùng dịch thương diện. Phải performing periodic strain test, phải kiểm tra tóc thường xuyên theo định kỳ. Nhà nước mới 5 phút, cứ 5 phút. Hiểu cô nói không? 3 phút là phải 3 phút. Chứ không phải một cái để lâu, một cái để nhanh nha cưng nha. Cái đó là sự an toàn. Và cho những người tóc có hóa tố khi duỗi, chemically relaxer, tức là những người duỗi tóc thì bạn nên dùng cái kẹp nhiệt như thế nào cưng? Đừng có excessive heat, đừng có để nhiệt độ quá cao, gentle thôi. Khi chải tóc thì dùng cái lược gì? Lược răng, răng thừa, chứ phải lược răng, không phải lược to. Lược răng thừa, cái răng nó phải thừa. Làm sao biết cái lược răng thừa? Là do khoảng cách ở giữa những cái răng, gọi là răng thừa. Nó nói đó, cái răng nó nhỏ được không? Được, nhưng mà nó phải thừa. Răng to khác à. Thấy chưa, Việt Nam mình dịch chữ rất là sợ. Răng to là có thể nó đứng gần nhau, nhưng răng thưa là nó đứng xa nhau. Nhưng mà cái răng bự hay nhỏ thì tùy mình mua cái lược, nhưng mà răng nó phải thưa. Còn răng to thì mua lược răng to, răng thưa cho chắc ăn. Thấy không, mà lược phải là răng thưa. Ba thắc mắc gì không? Ngoài ra tụi cưng có sử dụng keratin nhớ không? Keratin nhớ không? Đó. Keratin là gì cưng? Là một chất trong đó nó có công thức của silicon polymer. Nó làm cho tóc mình cứng, bào dạng cứng. Thấy không? Cái bond này nó không có break cái bond. Nhưng mà cái ion phải xét cái nhiệt độ là bao nhiêu? 450 độ F. Thành ra ở đây tụi cưng ép keratin nó không có cái chức năng tốt. Tại vì cái F của cưng nó không lên nổi 450. Yếu quá. Không có 2 hình lô. Phải là chỉ số 450 đàng hoàng. Không có 2. Biết 2 là bao nhiêu mà lô là bao nhiêu. Thành ra keratin nó có cái độ. Có một cái người này để cô gọi nó, thằng Jonathan. Thằng này ở Pretty Minute, thằng này là cái sản phẩm ở New York. Để cô hỏi nó coi. Nó sẽ xuống nó biểu diễn cho cưng coi ép nè. Còn cái người ngày mai là duỗi tóc, là sấy tóc khác. Thằng này ép. Nếu mà tụi cưng có khả năng đó, mua được nguyên một cái bộ của tụi này luôn. Mà không biết giờ nó bán bao nhiêu. Hồi xưa nó xuống này nó bán nguyên một bộ đó. Cả ép, cả làm này kia là có 300 người. Mua ra là đi làm luôn đó. Cô cũng xài sản phẩm của nó. Nó lợi một cái là gì? Cái dây của nó dài. Cái dây điện của nó dài từ đây qua đây. Thành ra mình kéo ba cái tay sành vẫn còn cộng dây. Cũng tốt. Nhưng mà thằng này nó được cái nó guarantee. Lifetime guarantee. Ví dụ mình xài hư á, mình chụp hình mình nói nó, mình cắt cái cộng dây điện nó gửi mình cái khác liền. Nhưng mà thằng này nó được cái nó có những cái education. Nó cho mình free. Tức là cái gì vô mình học nó hết. Nó gửi vô mình cái link mình học nó, cách chải sấy nó cho mình hết. Thì giờ chưa biết, để cô gọi thằng này coi. Hair demo. Nó tới nè. Tháng 5. Tức là nó sẽ tới tháng 5. Ngày 30 tháng 5. Đây. Ngày thứ 5. 30 tháng 5. Good. Nếu mà tụi cưng có khả năng đem tiền đi mua. Mà mua nó rẻ đó, chứ mà mua trên mạng mắc lắm á. Một cây ép của nó 100-200 đồng á. Nó trên đây nó bán nguyên một combo. Thì nó bán đủ thứ, đâu có mấy trăm. Hồi năm ngoái nó xuống nó bán có 300 mấy à. Có tất cả luôn á. Nó professional á. Thì nó cũng good. Rồi. Thì người ta nói rằng nếu như bạn lấy cái độ quăng của tóc thì bao nhiêu phần trăm cưng? Nếu dùng thuốc duỗi thì cái nào keratin nè, nó sẽ ăn áp trên 95%. Có ai lấy 100% không? Không. Không bao giờ lấy 100%. 90-95 thôi. Tức là làm keratin á, tại nó làm mướt. Nó làm mướt thôi nha cưng. Nó không có break được cái bond nha, mà nó chỉ có làm giãn và mướt cái tóc.
nhưng mà đồng thời nó có chất silicon polymer. Polymer là giống như chất bột mà cưng làm monomer với polymer đó. Chất bột đó, nó có một cái dạng làm cứng nha cưng. Nó làm cứng tóc. Nói chung là keratin không có duỗi mà chỉ làm cho tóc không quăng và loại bỏ những cái tóc mà bị gì cưng, frizz, là bị xù xì đó. Frizz, bị xù xì. Last about 3 to 5 months. Đó. Ghi vô. Mình có một cái dạng cũng duỗi nhẹ. Cái này là làm giãn, nó nói một cái loại thuốc làm cho giãn loạn, mướt mà, và đồng thời loại bỏ những cái tóc xù xì, gọi là frizz. Gọi là gì cưng? Keratin. Frizzy đó, frizzy. Ồ, sáng thức dậy sao tóc em nó xù xì quá, nó không có gọn gàng, nó cứ bung ra hết tùm lum vậy. Thì những người tóc quăng là như vậy ha. Đó. Mình làm như thế nào thì mình luôn luôn theo dõi lời hướng dẫn của nhà sản xuất, mà đều luôn quan tâm khi làm keratin phải cân bằng độ sốt. Thấy không? Chị nhớ hỏi một câu, những người tóc damage xài keratin được không? Được không? Người tóc damage còn độ porosity không? Nó không cần, nhưng mà nó sẽ tốt hơn nếu mình không bỏ vô gì. Nói chung á, là nó khá hơn thôi, nhưng độ tàn hồi, độ bẩn thẳng nó không có. Nó đâu còn porosity nữa đâu. Nó equalize là gì? Cỡ như tóc mấy em thì được nè, equalize được nè. Thì cô nói không? Còn tóc hư như vậy thì nó cũng tốt thôi, nhưng mà nó không có tồn tại lâu. Nhưng mà so ra không làm thì nó vẫn tốt hơn không làm. Nhưng mà nó không có equalize được. Equalize là tức là tóc nó phải có sự giữ mới là equalize. Equalize mà làm cái nó tuột xuống hết xuống cống sao equalize được, hiểu chưa? Equalize là gì? Em muốn nhuộm tóc nè cô, mà tóc em hư quá, bây giờ em hư cỡ nào, ok cỡ này cô làm keratin cho em ít nhất phải 3 lần để cho cái tóc em nó dưỡng lại. Thì có thể khi em bỏ thuốc thì equalize là gì cưng? Nó có phải nó giữ cái độ thẩm thấu cho em thôi nha cưng. Không, cái đó là ngoài đời thôi. Cái chất keratin nó là equalize porosity. Thì cô nói không? Cái chất keratin nó là gì? Nó làm cân bằng độ thẩm thấu. Thì cô nói không? Nhưng mà ngoài đời tóc mình hư á, như bung nhiều quá thì nó cũng tốt. Giống như tóc cô thay vì như người ta làm 3 tháng, tóc cô làm 1 tháng 1 lần. Phải đâu có tồn tại đâu. Nhưng mà keratin mình làm nhiều nó không có hại. Không có hại tóc. Tốt tóc thôi, nhưng mà có một cái thời gian mình làm lâu thôi. Nhưng ngoài đời thì mắc tiện. Có người 1 tháng làm 1 lần. Có khách 1 tháng cứ vô làm hoài, liên tục. Nó muốn tóc nó đẹp hoài thì nó cứ làm thôi. Hiểu cô nói không có hại, nhưng mà nó phải tốn tiền và tốn thời gian thôi. Hiểu cô nói không? Tại một lần nó làm như tóc của Châu, một lần làm như vậy, bây giờ theo cái giá thành bây giờ đó, bây giờ cái tóc đó phải 400 đồng. Tại bây giờ mắc lắm. Em biết Newport Beach á, một cái square foot, một square foot viên gạch á, em biết nó tính bao nhiêu tiền một square foot không? Được cô tính nè. 68 đồng. Một square foot. Em nghĩ một tay sành em mấy square foot cũng nhiều lắm chứ. Tính theo đó là mình lên thôi. 968 đồng một square foot. Hồi xưa lúc mà cô mở nó có 10, hình như lúc mở là mười mấy năm, nó là 10 đồng, mười mấy đồng, 18, 19 đồng. Lúc là cũng mắc hơn với bonsa rồi. Bonsa khoáng không à, bonsa nó có square foot. Họ tao khoáng mày cái đó bao nhiêu tiền. Còn Mỹ nó tính square foot, nó cộng lên. Sang một cái tiệm bao nhiêu square foot thì nó tính lên thôi. 1.500 square foot nó cộng lên rồi. Tại vì đồ đạc trong vô cũng đâu cần đâu, nhiều người cũng đập hết mà đâu có xài đâu, bill lại hết thì tính square foot. Việt Nam mình thì khoán, ở cái tiệm tôi khoán bao nhiêu tiền, 50-60, còn Việt Mỹ nó tính square foot 12 inch, 68 đồng. Cô mới estimate này. Tức là một tiệm mà 1 triệu bây giờ phải gần 1.8 triệu, 2 triệu rồi. Thành ra một cái tiệm mà salon nó bỏ là tiệm đó mấy chục thôi, chứ tiệm 1 triệu hơn nó không có bỏ đâu cưng. Nó có người sang hết, tại nó có tiếng rồi. Thành ra giờ mua tiệm cũng hơi khó nha. Rồi, giờ nó tính square foot. Châu Á mình bắt đầu vô square foot. Rồi ok cưng.
Thành ra là những người mà làm thuốc như vậy á thì tụi cưng không nên làm permanent nhiều, tụi cưng nên làm những thuốc dermy thôi ha, dermy thôi nha cưng. Ừ. Rồi bây giờ tái tạo lọn à, giờ mình học tái tạo lọn, tất cả chụp hình đi rồi mai chiều cô giải thích tái tạo lọn là gì. Cưng nói rồi, một cái dùi gặm quăng cưng làm giãn rồi cưng cuộn lại, nhưng mà thành phần chính của nó là gì, nói lại coi. Giỏi, ghi vô. Thành phần chính của tái tạo lọn quăng là thuốc thai ô. Thai ô là thuốc uống tóc đúng không cưng? Thành phần của thai ô là gì, đọc cô coi. ATG nha cưng. Ừ, nhớ nó là một loại thuốc chỉ dành là gọi là lỏng cái lọn và tái tạo lại một lọn. Như thế nào cưng? Một lọn quá quăng duỗi ra và tái tạo một cái lọn như thế nào, lỏng hơn và to hơn, gọi là tái tạo lại lọn xoăn. Đó, cái tên của nó. Tức là lọn nhỏ, curly, wavy, quăng và gợn. Bây giờ tôi sẽ thành những lọn sống lỏng hơn và lớn hơn mấy lần? Bữa nói rồi, lớn hơn hai mấy lần? Hai lần. Cái đó là mình nói trong sách thôi, nha cưng ha. Ngoài đời thì lọn lớn hơn thôi. Nhưng mà đại khái, chị phải làm lớn hơn cái lọn tôi đang có à. Phải giãn nó ra. Thành ra cái này có duỗi không? Không duỗi mà chỉ giãn và làm quăng lại một lọn to. Đó là cái kiểu đó thôi. Mà thành phần chính của nó là thuốc gì cưng? Có thai ô. Mà thai ô thì có neutralizer không? Có không? Thai ô là có neutralizer không? Có. Nhớ nha cưng. Nhớ thuốc uống tóc bao giờ cũng có thuốc trung hòa. Nhưng duỗi tóc thai, duỗi thuốc sơ dung thì là cái gì cưng? Trung hòa bằng gì? Xà bông. Cũng y chang vậy. Mấy chai thuốc vào, 3 chai, 4 chai gì đó nha cưng á. Thai ô này mình làm được. Giờ chẳng hạn mà em uống tóc, cô giờ em uống tóc người khách nó quá quăng, ok chỉ 48 tiếng trở lại. Thì bây giờ hôm bữa cưng dùng alkaline, thì bây giờ cưng duỗi bằng gì? Acid. Lấy acid duỗi ra, gội đầu chỉ thay vì cuộn ống thì lấy thuốc acid, thuốc rồi uống tóc giãn ra, chải ra, chải giãn lọn ra. Rồi xong mình uống bằng cái lọn bự hơn chút, làm y chang vậy thôi. Không khó gì hết. Cái này mình làm được. Cái này ngoài đời làm được. Có ai thắc mắc gì không cưng? Rồi bây giờ mình làm cho thuốc tái tạo lọn cũng y chang như vậy. Cũng phải kiểm tra da đầu và tóc cho cẩn thận nha. Thì cái đó ở trang 627 nha cưng. Tái tạo lọn quăng ở trang 627. Tức là một phương pháp giãn một cái lọn tóc quá quăng thành dạng to hơn, gọi là tái tạo lọn xoăn. Thì có những điểm an toàn là gì cưng? Ở trang 627 mình cũng kiểm tra da đầu ha? Rồi mình cũng cho ký những tờ giấy để bảo đảm cho việc làm của mình không có bị sự rủi ro nha. Và không bao giờ cái người duỗi giãn lọn này người ta xài sodium, tụi cưng có làm được không? Không, nhớ cái gì mà có dạng thai ô ATG là không xài được sodium, nhớ cho cô. Cái này là có thai ô đó ha. Và cũng như vậy, không ngược lại, không có bỏ những cái thuốc hydroxyl relaxer sodium lên những cái này. Và những tóc có xài metallic dye, có nhuộm kim loại có làm không? Không, trả lời là không. Những tóc hư hại có làm không? Không. Những tóc xài sodium có làm không? Không. Nghe cưng. Da đầu thì có được gội đầu trước không? The client hair scalp may be completely dry and free from preparation prior apply hydration. No, cái này là relaxer, relaxer thôi. Thì cái này cũng là làm tóc hơi hơi ướt. Nghe cưng ha. Ừ. Nếu mà tình cờ thuốc vô mắt thì cưng sẽ làm cái gì? Sẽ tạt nước bằng nước mát hay nước nóng? Nước mát chứ không có nước lạnh. Cool water chứ không có cold water. Em biết em xài cold water em bị phỏng nặng lắm không? Em thấy mấy người mà ở xứ lạnh cái da người ta cứ bị đỏ hơn là bị phỏng đó. Nhiều em đó, nhiều đứa nó phải vô bác sĩ đó. Nó bị phỏng rồi. Đỏ mà đỏ tươi là phỏng rồi. Mặc dù trời lạnh nó là phỏng. Thành ra mình xài cool chứ không có xài cold. Và ba điểm mà nguy hiểm nhất khi xài chemical đầu tiên là gì? Không để dính vào mắt, da đầu và da, da tay, da chân hoặc vô lỗ tai hoặc là trên da đầu. Và để bảo quản cho cọng tóc được duỗi đúng cách
thì mình luôn luôn thực hiện cái gì cơ? Periodic strain test là kiểm tra sợi tóc định kỳ. Định kỳ làm sao? Nhà chế tạo kêu 5 phút là cứ 5 phút. Không có cái 5 phút, cái 7 phút nha. Đúng hịch. Và khi người ta tới, người ta duỗi chân ở trong góc thì đừng có do not overlap, thấy chưa? Khi duỗi trong góc thì để trong góc thôi, chị đừng có để cái thuốc duỗi chồng lên cái phần tóc duỗi trước, tại vì lý do nó sẽ bị gãy tóc đó. Và luôn luôn theo lời hướng dẫn của nhà sản xuất khi mình apply thuốc duỗi nha, và cũng neutralizing hoặc neutralizer tùy theo nhà chế tạo sản xuất, nhà sản xuất. Chức năng của nó là gì? Để restore độ pH, trở cho cọng tóc về dạng pH bình thường là khoảng 5. Restore. Rồi tất cả chụp những chapter review. Nhỏ này chụp nè con, chụp mấy câu review question. Được chưa? Đó, có mấy câu vậy thôi, 6 câu thôi. 1, 2 được chưa? 3, 4, 6. Cái này cũng nó cũng không có nhiều, nhưng mà một câu của nó em sẽ giải thích rất là nhiều. Đúng không? Có ai thắc mắc gì không? Rồi có thể là mình bây giờ mấy giờ con? 11 giờ. Có thể là mai nếu mà nó không tới á thì có thể chắc cô đi qua cho tụi cưng mấy cái gọi là gì? Practical. Mở cái trang practical ra đọc ha. Đó, mình coi practical nó kêu mình làm cái gì, bước đầu tiên, bước thứ nhất, bước thứ nhì là cái gì. Ok rồi, tất cả cho một chồng bắt tay với em.